Mừng ngày Lễ Độc Tân 11 tháng 11, từ ngày 8 cho đến 11 tháng 11, mua combo 2 áo nỉ liên quân bất kỳ tặng kèm 1 thắt lưng da. Mua 1 áo nỉ liên quân bất kỳ tặng đồ 1 nút bấm di chuyển chơi game. Truy cập ngay shopgấu.com. Wow, xin chào tất cả mọi người. Trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất của Mina, có tên gọi là Chị Đại Lắm Chiêu, mà ngày hôm nay mình muốn review cho tất cả các bạn. Thật sự là bộ trang phục này như là bộ trang phục đôi cùng với zip có tên gọi là Tiểu Đệ Hổ Báo mình cũng đã review cho người vào ngày trước rồi. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng qua về ngoại hình của Mina cũng như là thử xem nó có thay đổi hiệu kỹ năng hay không trong một trận đấu nha. Trước hết là các bạn cùng quan sát qua về ngoại hình. Thật sự là với bộ trang phục này thì nhìn qua thì trang phục của Mina mặc nhìn cũng rất là đẹp các bạn ạ. Màu sắc chủ đạo sẽ là màu trắng và mặc một chiếc quần dài màu đen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào luôn trong một trận đấu để test thử xem bộ trang phục này nó như thế nào nha. Let's go, chúng ta sẽ cùng test bộ trang phục mới nhất của vị tướng Mina. Và khi mà đánh Mina, các bạn không sang cướp rừng, đấy là một sai lầm các bạn ạ. Đừng để lãng phí cái sức mạnh của Mina như vậy. Với bộ kỹ năng có khả năng phá rừng team bạn, khiến cho rừng team bạn bị thọt thời điểm đầu game. Hello, có ai không? Để xem rừng team bạn có, ôi giời ơi, hai người có, ôi trời chết tôi rồi, có kiểm lâm. Nhưng mà thôi, cứ kéo nhẹ nhẹ ra, ui, thôi, tính nào. Có đến 3 người ạ. Như vậy là thành công rồi nhá. Mình cũng đã khiến cho cá Fadit bị chậm mất một khoảng thời gian đầu game farm quái rừng. Có lẽ bây giờ mình sẽ cần phải di chuyển thật là nhanh về khu vực đường rồng với John thôi. Team bạn là cũng có Grak cũng sang cướp rừng nhưng mà bạn ấy không may mắn bằng mình, bạn ấy chết rồi. Chứ may mắn như mình là mình sống sót thành công và mình đi về một cách an toàn đấy này. Nhìn qua về bộ trang phục này thì các bạn cùng quan sát là có sự thay đổi trong một trận đấu về cái ngoại hình nhá. Điểm nổi bật nhất là với bộ áo trắng này và đặc biệt có mái tóc dài, thướt tha, màu đỏ đậm luôn các bạn ơi. Điều tuyệt vời hơn là bộ trang phục này có thay đổi về hiệu kỹ năng nha mọi người nha. Tuyệt vời là những đòn đánh thường có thay đổi và sau khi mình sử dụng chiêu 1, chiêu 2 đều có thay đổi luôn. Nhưng mà cái thay đổi này là thay đổi đến từ màu sắc của bộ trang phục các bạn ạ. Đến từ thay đổi màu sắc thôi chứ nó không có điểm nhấn gì cả. Thay vì là bộ trang phục mặc định là màu tím thì với bộ trang phục này sẽ là màu vàng. Chạy được đi bạn ơi, mình kéo nhẹ nhẹ một cái đấy. Nhưng mà mỗi tội là không có đủ sát thương để chơi rát kia. Hay quá, Terrorat chết rồi. Mình sẽ cố gắng làm sao hỗ trợ đồng đội và hạn chế ăn mạng nha mọi người nha. Đấy là phong cách nếu mà chúng ta chơi một cách tử tế nhất để bảo kê và giúp cho đồng đội xanh. Bây giờ cố gắng tiếp cận luôn Thỏ Slim. Nào, hôn gió đi bạn ơi, hôn. Đúng rồi, lôi về, quay tay, không chết được. Mặc dù là có hai cái khống chế rồi đấy, một hôn gió một kéo rồi nhưng mà thỏ cơ động. Trời ơi, thật sự trận đấu này mình mỏi chân thật sự luôn. Di chuyển đi, di chuyển lại và team bạn cũng sang cướp rừng. Ây, kéo tiếp này, chơi được. Cái tầm này thì rát lại chết. Nhưng bây giờ vào rừng team mình thì có lẽ là team bạn cũng rút lui thành công rồi đấy. Còn ai không? À đây, còn cá Phanit. Từ từ, đợi lát nữa mình có chiêu cuối thì cho mọi người xem qua hiệu kỹ năng của chiêu cuối mình kéo phát này. Cứ có kéo là chúng ta kéo nhẹ nhẹ một cái là hỗ trợ đồng đội rồi. Đấy, có chiêu cuối rồi nha. Thường thường đánh Mina ấy thì các bạn sẽ là một người lao lên phía trên mở combat. Và đặc biệt là cố gắng tận dụng với chiêu 2, kéo càng nhiều mục tiêu càng tốt. Sau khi kéo xong các bạn sử dụng chiêu 1 và sau đó các bạn kích hoạt chiêu cuối. Đấy. Và đặc biệt là lại là Grak. Lần này thì chạy được đi đâu. Cái tội sang cướp rừng. Khổ lắm cơ. Uầy, quay đi quay lại mà team mình ăn 7 mạng mà team bạn mới ăn được 1 mạng thôi các bạn ạ. Cứ hồi kéo là kéo, cứ có mục tiêu là chúng ta tận dụng. Các bạn ơi, thỏ không dám vào thủ trụ đâu. Thôi, lùi đây, cũng hết lính rồi. Trong phiên bản lại là Grak. Cứ có kéo là chúng ta lại kéo, có chiêu cuối đây. Lại thịt Grak rồi, support team bạn. Chừa cái tội sang cướp rừng đi nha. Mình cũng sang cướp rừng nhưng mình không nhọ như bạn đâu. John ơi, có nhìn thấy gì không John ơi? John ơi! Này, kéo nhẹ nhẹ cái. Đấy, mình đánh cho trận đấu này đánh hỗ trợ đồng đội tốt lắm. Đến thời điểm này là mình cũng chưa lỡ tay ăn một mạng nào rồi. Mà gặp cá Phanit là phải chạy mất dép.
trong phiên bản hiện tại là phiên bản kỷ niệm 4 năm của Lilco Bay với lần cập nhật bổ sung thứ 2 thì Mina cũng không có sự thay đổi về sức mạnh nha. Mặc dù Mina sắp sửa ra mắt bộ trang phục này nhưng mà không có tăng không có giảm. Mình nghĩ là bộ trang phục này cũng có giá bán rẻ thôi, bởi vì là hiệu kỹ năng của bộ trang phục này nó cũng không phải là nổi bật cho lắm đâu. Chỉ là thay đổi về hiệu kỹ năng. Nhưng mà về cái cơ chế kiểu hình dạng của kỹ năng. Ui. Ui thôi, chết tôi rồi. Toàn rồi các bạn ạ. Ui 4 người ạ. Quá nhiều khống chế luôn. Mình đang cố gắng lên cái trang bị đó là hóa giải khống chế nha. Chứ vừa xong là bị Grack nó kéo cho sấp mặt luôn. Ước gì là bộ trang phục này có thay đổi theo kiểu là biến dạng về kỹ năng, chứ không đơn thuần là thay đổi về mỗi màu sắc của kỹ năng khi mà các bạn sử dụng. Mina hiện tại cũng đang rất là mạnh với cái cơ chế đó, chúng ta bị chịu quá nhiều sát thương thì chúng ta có thể là sử dụng chiêu 1 để hồi phục máu. Đấy, đông như thế này mình cũng không ngán, nhưng mà ngán tất sư, trời ơi, chết lần này rồi. Sau lần nào team bạn cũng đông như quân nguyên vậy. Nhưng dù sao thì mình vẫn cảm thấy là tuyệt vời khi mình chết mình vẫn có thể để lại dấu ấn cho đồng đội nha. Vẫn có mạng hỗ trợ. Thôi, chúng ta đánh support thì hạn chế chết thôi. Hạn chế chết là thứ nhất, hạn chế ăn mạng và cố gắng hỗ trợ thật là nhiều. Chứ gì là mình cũng chết mất 2 mạng rồi đây. Mặc dù là team mình chết 4 mạng mà mình chết 1 nửa rồi đây. Hiện tại thì chỗ mình ấy, ngay cạnh nhà mình người ta đang làm cái gì, sửa chữa gì ấy, thế nên nó rất là ồn, nếu mà có ảnh hưởng thì các bạn thông cảm giúp mình nha. Mình cũng không thể nào tránh được cái tình trạng đấy, kéo chuẩn, đấy cứ kéo là khó mạng thôi. Trận đấu này mình kéo hơi chuẩn nha, bình tĩnh các bạn ơi. Mục tiêu quan trọng của mình là cá Phanit với cả là thỏ Slim. Nào kéo tiếp, đấy cứ kéo là kéo. Ồ, nhưng mà không giết được cá Phanit, nó cơ động quá. Nào, quay đầu quay đi, thỏ lần này thì không về được rồi. Bạn chạy được, okay, anh em ơi, mình có kéo mà. Kéo lại, thế là thỏ lại chết. Cứ cố kéo là kéo thôi. Nếu mà lên đồ cho vị tướng Mina thì các bạn cứ vào trong cửa hàng thủ ấy, các bạn mua. Nhưng mà nên nhớ là nếu mà team bạn lắm pháp sư thì các bạn có thể ưu tiên những trang bị kháng phép. Ủa ơi, đường dưới đang có 2 người, cá Phanit với Viaret. Anh em ơi, mình có chiêu cuối đây rồi. Ra khống chế chiêu cuối. Úi sời, ý sời. Đây là một màn bắt lẻ thành công của team mình, 4-2. Đấy, cứ bắt lẻ như vậy, team bạn là cứ đi lẻ thôi. Bộ trang phục này mình cũng lúc đầu mình cũng không nghĩ là bộ trang phục đi đôi với zip đâu các bạn ạ. Ui, mình có hóa giải khống chế mà. Chịu luôn. Đầu tư mọi thứ để đánh mình làm lỗ đòn như thế này mà không hiểu. Không hiểu Grack làm cái gì nữa. Nếu các bạn có xem qua về hình ảnh thì bộ trang phục Mina này là bộ trang phục đối với Zip nha. Và mình nghĩ là nó sẽ ra cùng một sự kiện nào đó để chinh phục hai bộ trang phục. Nhưng mà nếu được tặng free thì ngon quá. Này Veret này, hỗ trợ cho Vera thịt luôn Veret. Cái tội đi lẻ. Tin bạn bây giờ là không lên quá nửa phần sông rồi. Bình tĩnh các bạn ơi, mình chưa hồi kéo nha. Nếu mà các bạn chơi Mina thì mình khuyên các bạn nên mang tốc biến đi để có thể kết hợp được combo. Ví dụ như là combo tốc biến kéo chẳng hạn, hoặc là tốc biến chưa cuối, tốc biến kéo, úy, đấy chưa. Chứ còn nếu mà các bạn mang cấp cứu thì mình cảm thấy nó rất là tù. Khi mà Mina nó không có kỹ năng kiểu bay nhảy gì cả, mà nó chỉ có kỹ năng khống chế, vậy nên là để mà tạo được cái điểm nhấn trong giao tranh hoặc đột phá thì các bạn nên sử dụng tốc biến chiêu cuối, tốc biến chiêu 2 tùy ý. Từ giờ sẽ là tốc biến chiêu 2 rồi chiêu cuối luôn. Giết Veret rồi mình kéo cho, kéo Veret lại, khống chế chiêu cuối, đấy, sau đó là hay ta thịt luôn. Tầm này là team mình chỉ muốn lấy trụ đây này, trụ đứng giữa cũng được. Nhưng mà Rat nó đứng ngoài nó đấm khó chịu thật sự. Yên tâm kéo tiếp, đấy, thế là Rat lại chết, cứ kéo là có mạng. Tận dụng được kéo chuẩn. Nào, một đường lính siêu cấp rồi. Ui giời, em trầu lắm các bạn ơi. Khổ lắm cơ, bây giờ mình chưa có kéo các bạn ơi. Lát nữa mình có kéo là mình kéo tiếp. Xong có kéo rồi. Có kéo nhưng mà team bạn chết xứ 4 người. Ra kéo nó thỏ Slim. Thỏ Slim này. Ơ kìa, phí thật sự không giết được thỏ các bạn ạ.
chắc là có lẽ sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây nha mọi người nhá. Khi mà team bạn bây giờ còn 3 người ra mà toàn máu giấy thôi. Zamba rát vào đây đấy. Ui giời, rát lại chết. Có kéo này anh em ơi. Lựa lựa thời cơ kéo to một cái. Kéo về rét cũng được. Ok, và clip của mình đến đây kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi clip của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.